Xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic Legend nha anh em nha, hàng bãi Nhật. Cây Legend này có model là FG20CS series 651236 635, một cây đàn chất lượng tốt cho anh em mình chiến đấu luôn nha anh em nha. Cây đàn này ngoại trừ nó hơi xước xác ở ngoài, mình thanh lý giá rẻ ra không lỗi lầm gì nha anh em nha. Đàn hoàn toàn chất lượng tốt, ngon lành, âm vang tiếng sáng đầy. Cái này để anh em mình xách đi đàn hát vui chơi giải trí mà giải chiến không có sợ nó chạy xước nữa nha anh em nha, từ vì nó đã quá nhiều nỗi đau rồi. Ở đây nè, một vết xước xước ở ngoài lớp sơn nha anh em nha, không hư hỏng gì đến gỗ hết nha, không ảnh hưởng gì nha, đó là chạy xước ngoài cho nên mình thanh lý rẻ luôn. Đây nè, xước nè, em là xước nè đó, lưng thì nó hơi xước xác nhẹ nhẹ đó, chỉ có vậy thôi nha anh em nha. Còn lại chất âm chất cái thì ngon lành, mấy vết xước nhỏ nhỏ nè anh em. Đó, nhỏ nhỏ thôi, còn lại chất âm là ngon lành nha. Anh em nào không quan tâm đến vấn đề ngoại hình, cần chất lượng âm thanh để đi chiến đấu chơi này kia thì chơi mấy cây này là ngon nha anh em nha. Chất lượng âm thanh hay, cái này mình nhập từ Nhật về nha. Giá thì rẻ anh em ơi, đàn này mình đang bán với giá là 1.200.000, 1.200.000, bảo hành 1 năm bình thường nha anh em. Chất lượng rất là ok, ngon lành, âm vang tiếng tốt. Tổng quan cây đàn đây nha, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần cây đàn đây nha anh em, một vài vết đứt xước nhỏ nè, đứt xước nhỏ nha, đứt xước lớn đây nè, xước ở lớp sơn thôi nha anh em nha, không hư hỏng, không bể vỡ gì hết nha. Lưng đàn là đứt xước nè anh em, lớp sơn ngoài nha. Cái này anh em nào sơn khuếch lại thì tùy, không mình cứ để mình chơi. Cái này là âm thanh, xước nè anh em, xước ở ngoài thôi nha. Còn là chất âm thì ngon lành hết, cần phím ngon, khóa đẹp, khóa đẹp ngon lành hết. Đo các sành cho anh em coi, các sành đàn thì chuẩn ngon, đẹp nè anh em, ngay mức chuẩn luôn, dây 6 thấp hơn chuẩn miếng nha. Đó. Rồi mình test cần phím cho anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè rè, không lỗi phím nào nha. Mình sẽ đẩy vài hợp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm mọc của nó. Âm mọc thì cực kỳ là hay, tiếng rất là hoang, so với tầm giá 1.200.000 thì nó quá tuyệt vời luôn anh em. Một cái đàn chất lượng tốt, âm hay, giá rẻ, ngoại hình hơi lướt xước nha anh em nha. 1.200.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.